Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm giáo bài giảng. Hôm nay thầy xin giảng các em môn địa lý lớp 6 bài 23 sắc cánh diều nha. Trong lúc xin bài giảng của Hải Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ bài 23 thực hành tìm hiểu lớp phủ khai quật ở địa phương em nha. Học xong bài này em sẽ biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương của mình. Nội dung thực hành: tham quan một khu vườn hoặc là một công viên ở địa phương theo nhóm hoặc là cá nhân, sau đó cho đội gồm của các bạn của mình. Như vậy là mình sẽ tham quan một khu vườn quốc gia hoặc là một khu vườn ở gần nơi mình ở nha, hoặc là một công viên ở gần địa phương mình. Như vậy là nếu mà các em ở gần các công viên quốc gia thì các em sẽ đến vườn khu vườn quốc gia, công viên quốc gia, hoặc là đến khu vườn nhỏ của gần nhà mình hoặc là một công viên ở địa phương của mình. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì có rất nhiều công viên, đúng không? Mình sẽ quan sát lớp phủ khai quật ở địa phương tham quan sẽ có mấy tầng, độ cao trung bình của cây ở mỗi tầng là bao nhiêu, mình sẽ liệt kê gì, đúng không? Các em sẽ quan sát bao nhiêu tầng, giờ mình sẽ liệt kê tầng. Giờ mình sẽ tính xem độ cao mỗi tầng là bao nhiêu nhé. Chọn ra một số cây ở mỗi tầng để tìm hiểu sâu hơn, như là tên loài cây, công dụng như là cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây khuốc, cây dao, cây quạt và những đặc điểm khác mà em cho là thú vị quan trọng. Như vậy là nếu mà các em tham quan ở công viên thì mình thấy là trên cái cây người ta sẽ có để tên của cái cây đó, nên mình có thể sử dụng cái tên đó để mình lên Google mình hỏi xem cây đó sẽ có công dụng gì và những đặc điểm khác của cái cây đó mà mình cho là thú vị và quan trọng thì mình sẽ ghi vô nha. Tìm hiểu đặc tính với môi trường của các cây để chọn ra để quan sát, như là cây ưa sáng, cây chịu bóng, cây ưa ẩm, cây chịu được khô hạn, cây ưa bóng dâm. Một số thông tin có thể được bổ sung khi hỏi những người hiểu biết hơn, như là chủ khu vườn hoặc là người lớn trong công viên, đúng không? Giờ ở đây thầy sẽ làm một cái ví dụ tham quan công viên Bách Hảo của Hà Nội nha. Thầy cho ví dụ thôi. Còn nếu mà các em tham quan ở địa phương khác thì các em có thể là hỏi cái chủ vườn đó, chủ công viên đó, đúng này, hoặc là người lớn, những người quản lý trong công viên để mình sẽ tìm hiểu thêm nhé. Còn nếu tìm hiểu không được thì mình có thể là dựa vào những cái tên trên những cây đó để mình sẽ lên Google mình search cũng được nhé. Ở đây thầy cho ví dụ như là mình tham quan công viên Bách Hảo ở Hà Nội, đúng này. Còn nếu ở thành phố Hồ Chí Minh mình có thể là tham quan Thảo Cầm Viên cũng được, đúng này. Chứ mình sẽ nói lớp phủ khai quật công viên thì mình thấy là có khoảng 5 tầng. Cụ thể là tầng hẻm tươi thì sẽ có độ cao là dưới 1 mét. Tầng dưới tán là từ 0 tới 2 mét. Tầng dưới leo khăn gỗ là từ 1 tới 7 mét. Tầng cây khuột tầng tán chính sẽ từ 5 tới 8 mét. Cây khuột tầng vượt tán sẽ có độ cao trên 8 mét. Giờ sau đó mình sẽ đi tìm hiểu sâu hơn mỗi tầng của một loại cây nha. Như là mình đã phát hiện được là có 5 tầng có độ cao từ 1, 2, 7, 8 đến trên 8 mét, đúng không? Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn mỗi tầng và một số loại cây ở tầng đó nha. Như vậy trước hết mình sẽ tìm hiểu về cây sòi. Cây sòi là thuộc cây ăn quả, cây nhiệt đới có độ cao trung bình từ 5 tới 8 mét. Khăn gỗ lớn một phẻ, tán cây lớn, lá xanh dài, hoa màu vàng tạo thành chùm. Như vậy mình thấy là một cây sòi thì có độ cao rất là lớn, từ 5 tới 8 mét, tán của nó rất là rộng nhé, khăn gỗ rất là lớn, to khỏe, tán cây tỏ ra rất là lớn và cho cây cho trái rất là nhiều, cho trái, cho quả rất là nhiều, đúng không? Và có nhiều hoa màu vàng tạo thành chùm, thì mình sẽ cho kết quả là những chùm sòi, đúng không? Thì những nhà nào mà có trồng cây sòi thì mình biết là nó ra rất nhiều trái, nhiều cây, cây rất là lớn và nhiều trái. Ăn hoài không hết luôn, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ nói về cây hoa 10 giờ. Hồ họ giao sam khăn khảo, khá mọng nước, khăn cây mỏng phân thành nhiều nhánh, hoa nhiều màu khác nhau, không thường là khoảng 10 giờ sáng hoa sẽ nở rực rỡ,
Tiếp theo mình sẽ quan sát cây dương sĩ. Cây dương sĩ sẽ thuộc họ dương sĩ, tàn dưới tán, độ cao từ 0 tới 2 mét, ưa ẩm, mọc dưới tán của cây khe. Bây giờ mình sẽ nói về đặc điểm thích nghi khi cây sồi là ưa ánh sáng nha, nó rất thích ánh sáng. Cây qua 10 giờ cũng là cây ưa sáng, nhưng cây dương sĩ lại là ưa bóng, nên nó thường mọc ở phía dưới cây khe nha. Này. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình qua tiếp câu số 2, bổ sung thông tin về các loại cây mà em tìm hiểu qua các nguồn khác như là sách, báo, tài liệu internet. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi số 2 nha. Thầy sẽ bổ sung thông tin về những cây mình đã làm ở câu 1, mà sẽ đi sâu hơn về cây đó. Cây sồi là một loại cây có trái vị ngọt, thuộc họ chi sồi, bao gồm rất nhiều loại cây nhiệt đới được trồng chủ yếu như là cây trái cây ăn quả, trái cây ăn được, đúng không? Phần lớn các loại được tìm thấy trong tự nhiên là các loại sồi hoang dã. Tất cả đều thuộc họ thực vật có hoa. Sồi có nguồn gốc ở Đông Nam Á và Đông Nam Á và Đông Nam Á. Từ đó nó được phân phối trên toàn thế giới để trở thành một cây, một trong những loại trái cây được trồng hầu hết các vùng nhiệt đới. Giờ bây giờ mình sẽ bổ sung thông tin của cây dương sĩ. Cây dương sĩ là thực vật có mạch khác với thạch tùng ở chỗ có lá thực sự quỷ diệp. Chúng khác với thực vật có hạt, bao gồm thực vật hạt chằng, hạt kinh. Ở phương thức sinh sản do không có hoa và hạt, đúng này. Thì cây dương sĩ sẽ sinh sản bằng bào tận, đúng này, ở dưới lá. Tiếp theo là cây qua 10 giờ là loại cây thân khảo cao từ 10 tới 15 cm, lá hình dải hơi dẹp, dài từ 1,5 tới 2 cm, mép quen, thân có màu hồng nhạt. Lá có màu xanh nhẹ, loài thực vật này có nguồn gốc Nam Mỹ nhưng được trồng rộng rãi trong các khu vực ung đới. Vì cây này phát triển rất tốt ở vùng này, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo, mình sẽ tổ chức báo cáo sản phẩm, thảo luận nhóm. Mỗi cá nhân trong nhóm sẽ thảo luận về, trao đổi về lớp phủ thực vật dựa trên nội dung tham quan đã gợi ý phần nội dung thực hành. Mình sẽ hình thành nội dung báo cáo chung của nhóm, trình bày sản phẩm tìm hiểu theo nhóm để chia sẻ các nhóm khác trong lớp, nhận xét đánh giá sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác nhé. Giờ như vậy là thầy sẽ trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm của bài này cho các em xem luôn nha. Câu hỏi số 1, loại gió nào sau đây khỏi thường xuyên trong khu vực đỡ nóng? Gió tính phong đông cực địa phương hay gió tây ông đỡ? Thì mà khu đỡ nóng thì mình thấy là gió tính phong, hay còn gọi là gió mậu dịch, đúng không? Như câu số 1 mình sẽ chọn đáp án A, chính là gió tính phong. Tiếp theo là câu số 2, người ta hỏi khổ nhưỡng là gì? Đáp án ngay là lớp vật chất vụn bở, trên đó con người bị tiến hành các hoạt động trồng trọt. Đáp án B là lớp vật chất tự nhiên được con người cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp. Đáp án C là lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa hình thành từ quá trình phong hóa
Và đáp án D là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo được đặc trưng bởi đục phì. Như vậy khi người ta nói là hậu nhượng thì mình sẽ nhớ liên tưởng của đục phì. Như vậy hậu nhượng chính là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo được đặc trưng bởi đục phì. Đúng này. Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 3. Trên đại dương cá biển khoảng bao nhiêu loài? 19.000 loài, 15.000 loài, 20.000 loài hay là 60.000 loài? Thì mình thấy là trên đại dương thì cá biển khoảng là 19.000 loài. Như vậy câu số 3 mình sẽ chọn đáp án A. Đúng rồi. Giờ câu số 4, trên trái đất có tất cả bao nhiêu đứa ông quà? 3, 2, 1, 2, 4. Thì mình nhớ là có 2 đứa ông quà. Đúng rồi. Như vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án B. Câu số 5, sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của... Đáp án này là nguồn cung cấp gen, thành phần loài, số lượng loài và môi trường sống. Như vậy sự đa dạng sinh hoạt được thể hiện sự đa dạng của thành phần loài. Đúng rồi. Như vậy là câu số 5 mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 6, thành phần nào sau đây chiếm tỷ lệ lớn nhất trong đất? Nước, không khí, vô cơ hay hữu cơ? Thì mình thấy là trong đất thì chắc vô cơ sẽ là nhiều nhất nhé. Như vậy là câu số 6 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 7, Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? Xích đạo, hàn đới cận nhiệt hay là nhiệt đới? Thì mình nhớ là Việt Nam sẽ thuộc đới khí hậu, đới nóng chính là nhiệt đới nhé. Như vậy câu số 7 mình sẽ chọn đáp án D. Nhiệt đới. Đúng không? Mình thấy là Việt Nam, ở Việt Nam nhất là miền Nam thì là nóng quanh năm, nên sẽ thuộc về nhiệt đới nhé. Thì mình thấy là ở miền Bắc thì sẽ có một số thời gian sẽ có thời tiết rất là lạnh, là do gió mùa đông bắc thổi từ Trung Bắc xuống. Đúng không? Còn bình thường thì là rất là nóng quanh năm. Tiếp theo là câu số 8, đặc điểm sinh thái của rừng nhiệt đới là gì? Mình sẽ chọn đáp án. Câu A là nên nhiệt độ cao, lượng mưa nhỏ. Mình thấy là rừng nhiệt đới khi nhiệt độ cao, lượng mưa lớn chứ không phải lượng mưa nhỏ. Đúng này. Nhưng mà sẽ chọn đáp án C. Đúng này. Đặc điểm sinh thái của rừng nhiệt đới chính là nhiệt độ cao và lượng mưa lớn nha. Như vậy câu số 8 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 9, đất mặn ở nước ta chủ yếu có các loại cây nào sau đây? Chè, điều, cao su. Thì mình thấy là vùng đất mặn thì không cái đó trồng chè, điều, cao su được rồi, đúng không? Chè, điều, cao su người ta trồng ở Tây Nguyên. Đúng không? Còn đất mặn là ở ven biển, như là câu A là sạc, đúng không? Câu B là sú quẹt nước mặn đây. Bốn cây này chính là thuộc về đất mặn đây. Như vậy câu số 9 mình sẽ chọn đáp án B. Đúng này. Thì đất mặn hay còn gọi là đất ven biển thì người ta chủ yếu trồng những cây này. Đúng này.
Thì chỉ có những cây này mới có thể sống ở ở cái vùng đất mặn mà thôi. Tiếp theo là câu số 10. Dừng nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây? Nam Mỹ, Nam Á, Trung Phi hay là Tây Phi? Thì mình thấy là Tây Âu, Trung Phi, Tây Âu. Thì Tây Âu sẽ thuộc về ung đới chứ không phải là nhiệt đới cả. Nên sẽ không có dừng nhiệt đới. Như vậy câu số 10 mình sẽ chọn đáp án D. Câu số 11, khu vực nào sau đây có dừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới? Nam Phi, Tây Âu, Đông Nga hay là Nam Mỹ? Thì chính là Nam Mỹ, đúng không? Nam Mỹ sẽ có một dừng nhiệt đới rất là rộng lớn, đúng không? Như vậy là câu số 11 mình sẽ chọn đáp án D, chính là Nam Mỹ nha. Tiếp theo là câu số 12. Nhân tố nào sau đây là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất? Đá mẹ, địa hình, khí hậu hay sinh vật? Thì chính là đá mẹ nha, đúng không? Đá mẹ chính là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất. Như vậy câu số 12 mình sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo là câu số 13. Cây trồng nào sau đây không tiêu biểu ở miền khí hậu nhiệt đới ẩm? Dừa, cao su, nho hay là điều? Thì mình nhớ là nho sẽ thuộc về ôn đới chứ không phải là thuộc về khí hậu nhiệt đới, đúng không? Như vậy câu số 13 mình sẽ chọn đáp án C, nho chủ yếu ở vùng ôn đới nha. Những vùng ôn đới như là ở châu Âu hay là Bắc Mỹ, đúng không? Ở bên Úc cũng có nha. Tiếp theo là câu số 14. Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây? Đất Ferrarite, đất Bazan, đất Mùng Attic hay đất Phù Sa? Thì đất công nghiệp lâu năm thường người ta trồng trên đất Bazan, đúng không? Như câu số 14 mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 15. Ở nước ta thì rừng hợp phân biếu chủ yếu ở vùng nào sau đây? Tây Nguyên, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ hay là Tây Bắc? Như vậy mình nhớ là chính là Tây Nguyên, đúng không? Như vậy câu số 15 mình sẽ chọn đáp án A. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy giảng vừa hay bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè học sớm nha. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nhé. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.